kể về tội tích đồ quân cho Tuấn Con. Nói thật luôn này, nếu mà để là anh Tuấn Con, mà người mà biết câu chuyện của anh Tuấn Con chỉ có tế điên đưa anh Tuấn Con lên trang mạng là một. Thứ hai, ruồi một rồi một mai anh Tuấn Con thì tế điên chắc 1-2 năm nữa anh về thôi. Chú cho cháu đôi lời cảm nhận về chú Tuấn Thật Đèn Thanh Hóa đi ạ. Ok Ngọc Sơn, anh Tuấn Thần Há thì chỉ nói đơn giản này, người ta không phải đơn giản mà có mà hư hư danh, đúng không mọi người? Không có lửa thì không làm gì có khói, mà tất cả các loại giang hồ hảo hán từ Bắc Trung Nam, ai nhắc đến anh Tuấn Thần Đèn từ Bắc đến Trung Nam luôn. Đó cũng là một người anh đại, cũng là một người anh lớn đó, sống xã hội lét căng đét luôn đó, sống chuẩn mực. Anh Tuấn Thần Đèn mới biết rồi, có bao giờ anh lên trang mạng đâu, như là con người ta đẳng cấp, cũng như anh Sơn Mạch Tạng vậy. Anh Tuấn Thành Đèn không phải anh Sơn Mạch Tạng, ít lê không lên trên mạng, mà trang mạng cũng chỉ là những người khác chụp anh ấy đưa anh lên thôi, chứ còn các anh ấy khẳng định bản chất, người ta khẳng định luôn bằng con người thực sự, không tô vẽ, không màu mè đó. Thế nên chỉ biết nói đúng một từ với anh Tuấn Thành Đèn là một con người, cũng là một người anh lớn anh đại thật sự đó. Đấy là cá nhân của mình nhé. Còn giang hồ bây giờ thì đúng chỉ có quảng cáo tiếp thị qua hàng hi-fi 3G với màn hình rộng, chứ còn đẳng cấp người ta, mọi người biết thấy kẻ anh Long Tròn, mọi người thấy anh Long Tròn, anh Hải Bánh, anh Tuấn Thần Đèn chẳng hạn đó, anh Sơn Bạch Tàng đó, những người ta đẳng cấp chưa em ơi, người ta đẳng cấp thứ thiệt luôn đó. Không giản dị thôi, nhưng là thật là phức tạp đấy. Một tiếng nói, một lời nói gửi vào trong trại, anh em tôn trọng giúp đỡ luôn những người anh em đó. Một lời nói vào trong Nam, anh em dành cho một lời nói ở đâu họ cũng dành cho, đấy là mặt trái nhá. Đó, anh em thấy giang hồ người ta như thế, thế đô cái ke phong kẻ bạc, người ta đẳng cấp thật sự luôn đấy. Đó mới gọi là giang hồ, chứ còn bây giờ toàn có lại giang hồ ối rồi ôi ối trượt khực, thấy đâm môi chém lưỡi, làm cái trò gì không làm được, cái trò gì không làm được, cái chương trình gì dọa ma dọa khỉ đấy. Còn gấu phải như các anh ấy, bản lĩnh như các anh ấy, anh ấy đúng không, như anh Tuấn Thần Đèn, anh Sơn Bạch Tàng, anh Hải Bánh, anh Long Tròn, các anh ấy thật đẳng cấp rồi. Bây giờ người ta, các anh bây giờ có tuổi rồi, các anh làm ăn chân chính, nhưng cái tiếng nói của các anh ấy nó là số má đẳng cấp luôn đấy, lét luôn đấy. Thì còn thì bây giờ còn cái lại thấy ra giang hồ ối giời ơi ối trượt khập, thấy nói rất nhiều mà làm cũng đéo làm được cái gì. Đúng không? Giang hồ kinh đấy nha. Ổ báo cáo trồn đấy, kinh đấy, nói cũng cướm lắm, lục đít người ta là chả mất, đúng mọi người. Đúng không? Còn ngày xưa người ta bảo rồi mà, thế thì người ta nói rồi, hình ảnh chỉ là tính chất minh họa thôi, nó không có má giá trị gì trong cuộc sống này, chỉ giá trị lên con người của các con vợ thôi, chứ còn chả có giá trị cho ai cả. Giá trị của mọi người thì là mình phải sống ra sao để cho anh em yêu quý tôn trọng mình, đó mới là giá trị của mình đó. Chứ còn thì ông có xe Camry Lexus con lù ồ chật phệt tô son má phấn, hay là ông có dùng những cái thứ đồ tiền tỷ lắp người ông chỉ trên con người ông thôi, ông không có giá trị gì ở người khác cả. Như một người ta bình thường thôi, giản dị thôi, nhưng ai yêu quý đó mới là cái giá trị của họ được lan tỏa, đúng mọi người. Ai sửa được cái từ này mà từ uy tín luôn đấy, lét luôn à, đúng mọi người. Hình ảnh tính chất minh họa nhá, không có giá trị gì ở cái cuộc sống ấy đâu. Mà hình ảnh thì mọi người biết rồi, nhạt nhòa theo năm tháng, nhạt nhòa theo thời gian, đúng mọi người. Ảnh để lâu nó mốc mà, thấy chưa, lâu nó phải tô lại chứ, nó mới lét được.
lét được rồi nó lại nhạt nhòa thôi. À, mà chỉ có bản chất con người thì không bao giờ nhạt nhòa được. Đó một điều đó. Đâu đây em? Chúc những người anh em, chị em, bạn bè, các cháu một buổi chiều thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Anh em thả tim đi nhé. Bấm liên tục màn hình nhé, rung màn hình cho thế phát. À, yêu thương nhau, bấm vào màn hình, yêu quý nhau, lệ nó về màn hình, mình follow lại Mai Quý bán lẻ nhé. Mai Quý bán lẻ, mình follow lại Thanh Thanh nhé. Sống nó vậy như vậy mọi người. Mình biết mình follow Thanh Thanh nhé. Mình biết đứng lên từ vũng bùn tội lỗi. Ngày xưa tới điên này, chơi bời các kiểu luôn mọi người ạ. 5, 8, 9, 9, 2 đó, chơi bời đó, 8, 9 đã đi trường giáo dưỡng số 2 rồi đó. Lúc đó 13 tuổi. Tuổi đó thì nói thật sự mọi người luôn là các em, các cháu còn đang sống trong bao bọc cho gia đình của bố mẹ, đúng không? Đó, còn đang ngồi ở ghế trường. Tế Điên đang ngồi ở ghế trường đời rồi. Đang ngồi ở trường trường 2 giáo dưỡng số 2 rồi, Jupiter rồi. 13 tuổi đã ăn cơm cân báo số rồi. Đó. Đó là những quá khứ bẩn thỉu mà Tế Điên đã phải trả giá suốt 25 3 tháng tù. Mọi người nhá. Cái đấy thì không hay ho gì, tù tội thì không hay gì ho gì, đúng mọi người. À, nhưng với bây giờ tại sao những câu chuyện của Tế Điên lập kênh và kể những câu chuyện tù đó, cái mặt trái của xã hội này đưa lên với tính chất răn đe, cũng là khuyên các cháu hãy bỏ tất cả cuộc chơi để trở về hướng thiện bên gia đình. Đó là điều quan trọng. Thì Tế Điên kể những cái câu chuyện nhà tù đó để cho các cháu hiểu và cảm nhận được cái sự thống khổ của những người đã từng sai trái pháp luật. Họ sống trong nhà tù khổ sở thế nào, bon chen đó, đánh đập rồi là chèn ép nhau, để cho các cháu thấy vậy mà rút nghiệm để được có những giây phút hạnh phúc bình yên bên mái ấm gia đình. Mời nhé. À, chứ không phải là mình lên đây mình kể là tù tội nó hay ho gì đâu, hay ho gì thằng tù, đúng không? Ngu mới đi tù. À, hay ho gì đâu. Và nhà tù ở ngoài xã hội này chăn đấm mậu đêm không thương chúng tôi, vào trong kia rét đến giờ là bắt xuống cấy lúa mạ loan, trên cấy mạ loan này chưa, vác đá gánh gạch. À, ngày về lại dội nước lã tắm tùm tùm tùm, tùm ở ngoài nước nóng còn ngại tắm. À, trong đấy vẫn phải nước lánh nước đầu vòi dội. À, à, đúng không? Mỗi một anh em một chỗ làm 22 phân. À, đúng không? Đâm ra là mình chia sẻ như vậy những câu chuyện đó. Thế thôi. Chứ còn thì xã hội lấy, mọi người bảo sống là làm ăn chân chính còn chả ăn ai, lưu manh giang hồ cái gì. Thấy chứ. Giang hồ thì lúc bắt đầu còng tay còng số 8 đấy, bộ mặt thì đê hèn dáng đi khúm lúm, mồm thì líu lưỡi vào nói với công an lắp ba lắp bắp không cả thành đời. Đúng rồi, anh nói câu chuyện đấy chuẩn. Cảm ơn Trung Soái nhé, anh cảm ơn em. Đúng mọi người đấy, ở ngoài đời thì bố đời lắm, mặt vênh lên thấy nhá, kinh lắm. Nhưng là lúc vào ngồi ở trong phường ấy, trong phường trong quận này này, thôi chú ơi cháu khai, chú ơi cho cầm cái bút cháu viết thư về cho bố mẹ cháu lên lộp phạt hành chính cho cháu về. À, bộ mặt đê hèn dáng đi khúm lúm. Thấy chưa? Ở ngoài thì kinh lắm, thấy chưa? Mắt ánh mắt hình viên đạn, thấy chưa? Tia chớp giật lắm, thấy chưa? Đầu nóng lắm, thấy chưa? Quả đầu nóng lắm, thấy chưa? Úng chảo luôn. Đấy, nhưng vào trong đấy mà mọi người nhìn những clip của lúc mà hoặc là những cái video của bên an ninh đấy, họ quay lên những chùm giang hồ và những cái loại bố đời đấy. Thấy chưa? Ngồi bộ mặt khum lúm này lắm ông đấy, ngoài cầm đao cầm điếc đi đánh nhau, lúc bị bắt vào khóc như trẻ con, thấy chưa? Chán, chán không chịu được luôn. Nhá. Yeah. Đúng không? Chán. Yeah. Nhìn. Yeah. Xông lên. Vào bót hết. Xông lên. Úi giời. Rồi lại tra tay vào còng. Nhá. 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 Chú kể về trường trại ngoài Bắc đi ạ. À. Cháu thì ở trường trong Nam, Hàm Tân. À ok, Hải đang... 86. Nói thật sự luôn, nếu mà để loại các loại trường trại từ Bắc vào Nam, khét mù nhất vẫn là Bắc. À, chú nói thẳng luôn, ở mọi thời đại luôn, ở trong Nam họ sống, họ không quân phiệt, họ sống rất tình cảm, tình người.
kể cả lúc đỉnh nhất ở các trại ở miền trong miền Trung đó, nhưng là họ sống với họ tù với tù ấy, họ luật lá xong là họ thôi, họ chỉ có luật một hai cái thôi, nếu người ta chấp hành chỉ có thành phần khẳng kháng đó, thích thể hiện thì bị bệt xì lệ thôi, chứ còn riêng ngoài Bắc thì lại có một cái, nó lại có một cái như này, chấp hành rồi vẫn lên và vẫn tiêu diệt bình thường, tiêu diệt đến thân tàn ma dại luôn. Nên độ tù ở ngoài Bắc này khét lắm, khốc liệt. Những tập liên 80, tập liên 89, 90, những năm tháng tập liên đi đấy, thật sự luôn là phải qua những môi trường đó luyện lung người luôn đấy, kim cương bất tọa luôn đó. Luyện đến khô đét người luôn đấy. Anh cho cảm nhận hang Son. Hang Son thì ok rồi. Hang Son lúc tập liên làm ở lán 14, nghe thấy hang Son cũng là nơi gọi là và hàng top tem ở trong các trại gọi là tử diệt. Ông ơi, ông thả tôi ra cái nghề. Ôi giời ơi, tôi lại đến già. Tôi chừa từ sáng đến trưa, từ trưa tôi lại lên, tôi lên đường. Ông ơi, ăn dừa thì uống nước dừa, cái nghề ôi rồi ôi có chừa được đâu. thả tim à, cao hứng lại làm cho mấy bài nhạc chế nữa, đứa sau đời cho anh em nhá, buổi chiều vui vẻ luôn nhá. Anh em thả tim, thả tim, chào anh Tế nhà thổ. Ok, chào hàng nhá, anh chào hàng nhá. Thôi Huy Nghĩa này, thưa ông ơi, ông đừng, ông có dê tôi vào bệ đấy, ông có dê tôi vào những cái cuộc chơi của giang hồ mõm làm gì. Tôi thằng bán hàng nước, anh em thông cảm nhá, mình bán hàng nước đừng có dê mình người lọ người kia gì, mình thằng bán hàng nước chăm chút vào ngày bán được nước tối kể chuyện, anh em yêu quý mọi người có thể sang kênh mình nhá. Chúc anh buổi chiều mát mẻ, anh cảm ơn Hiếu Nguyễn nhé, cảm ơn em. Đó. Quê ngoại em cũng ở Nam Định đâu anh. Ok, Trần Thế Hà nhé. Lúc nào về quê à, anh em mình à, gặp nhau giao lưu uống nhau chén nước trà em nhờ, nói chuyện tù tự hào lắm, tự hào quá chứ. Bạn làm đấy như mình không? À, mình tự hào, mình nhục nhã về những cái ngày tháng mình đi nhá, và mình tự hào những cái gì mình đang truyền tải đến cho các cháu để các cháu rút nghiệm cho cuộc sống, tự hào quá chứ. Còn ngày tháng năm tháng trước là mình nhục nhã bởi vì gì, cái gì, bởi vì những cái quá khứ của mình nó quá bẩn thỉu, những cái quá khứ của mình để cho mình phải trả giá với những năm tháng tù tội. Còn bây giờ thì mình về rồi, mình tái hòa nhập cộng đồng rồi, thấy nhá, mình tái hòa nhập cộng đồng rồi. À, mình làm con người lương thiện rồi, truyền tải những câu chuyện đó cho các cháu để giúp kinh nghiệm cho cuộc sống, thì bây giờ là mình tự hào nhá, các con vợ nhá, nhá. Cảm ơn Quỳnh Anh nhá, anh chúc Quỳnh Anh những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, làm tôi mãi đỉnh chuẩn luôn. Vui vẻ vui. Đồng bình ngăn già. Mình follow Quỳnh Anh nhá, anh follow Quỳnh Anh nhá. Nói một từ đồng hương người ta có thể lệnh luôn quả follow với nhau luôn. Anh Yên Chèn chào em Tế nhá. Dạ vâng, em chào anh Yên Chèn, chúc anh buổi chiều vui vẻ anh ơi. Xuống Ninh Thuận cháu tiếp, cảm ơn người cháu Mạc cái Mạc Thiên à, Mạc Thiên à. Bạn đi tù về tội gì vậy? Mình nhiều tội lắm Quyền Anh ạ. Bạn có thể vào kênh của mình nhé, trong đó có một gần 200 video mình kể hết những quá khứ, những cái nhơ nhớp của mình kể hết. Anh em 34 chào anh Tế, Tế Liên chào anh xe ôm Biên Hòa nhé, cho Tế gửi lời chúc anh em 34 những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống. Cảm ơn những người anh em. Cảm ơn Phạm Ngọc Tân nhá. Lam Định chi lệnh nhà chú, Lam Định nhà cháu ơi, Lam Định chào Hiếu Đôn Chê nhá.
Đây Lam Định lắng nè. Đấy lắng đây mọi người. Đúng không? Lắng đây. Đấy lắng đây. Đúng không? Lắng đây. Chào Hải Đăng nhé. Cảm ơn Hải Đăng 86 nhé. Thank you Phạm Ngọc. Phạm Ngọc Tân nhé. Đấy lắng này, lắng đẹp mà. Đấy view nhà mình đấy, view nhà mình đấy, quán nước nhà mình đấy mọi người. Đấy. Quán nước nhà mình nhá. Đó, Enteland luôn. Đấy, ngày xưa khu chợ đây, khu là 5 tầng nhà mình đây. Đấy, ngày xưa khu 5 tầng này là tụ điểm của ma té, thấy chưa? Các con vợ vào đây chích choác các kiểu vào đà điểu luôn. Đấy, ngày đây là cái 3 tầng xây dựng, bây giờ họ phá, họ giải thể rồi. Đó, họ bù đền bù cho dân rồi. 11 năm vấn đề thành cái bãi đất trống. Đấy, quán nước mình đây mọi người nhá. Đó. Thế cái con đường cái đi ra ngoài kia là ngoạn đường là đường mặt cái mọi người nhá. Đấy. Uy tín luôn. Yeah. Uy tín luôn, lét luôn. Yeah. Đừng nghe thằng mẹo, đúng rồi. Đúng rồi. Đừng nghe thằng mẹo, chuẩn luôn. Nhá. Mồm comment thì bảo đừng nghe thằng mẹo đúng không? Đừng nghe thằng mẹo nói. Thế là tế điên lại hỏi con vợ một chút nhé. Thế phải vào xem live chi làm đéo thì. Đừng nghe nó nói nhẹ giúp vào xem thì đúng không, khác gì con người nhổ bọt liếm lên. Đàn ông kiểu gì vậy? Không thích lách. Đúng không? Không thích lách. Bạn đừng nghe thằng mẹo nói, không nghe thằng mẹo nói mà vào cứ bảnh tai lên, không lọt được một chữ nào. Đó, còn comment làm gì? Hả? Sao cuộc đời cứ thích sân si nhau nhỉ? Hả? Hả? À, chưa Thanh Hóa. Hòa chưa Thanh Hóa thì chết rồi. Chưa Thanh Hóa lúc mà lệnh chết một mạng ở trong trại chuyển ra Nam Hà. Ra Nam Hà. Hà Chua thì Hà Chua Thanh Hóa đấy. Hà Chua Thanh Hóa đẳng cấp luôn. Hà Chua là gấu luôn đấy. Tài đạo sát thủ luôn đấy. Không có đùa đâu. Ông chú ở chỗ Lam Định nhá. Ok, trung vệ 49 nhá. Mình ở chợ 5 tầng, chú ở chợ 5 tầng. Sau chợ 5 tầng rồi ạ.